Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của tôi. Tôi là Kiều Minh Đức đây. Thì ngày hôm nay đội ngũ camera solar của chúng tôi vừa hoàn thiện và thi công và bàn giao xong một cái công trình điện năng lượng mặt trời nho nhỏ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Một cái công trình điện năng lượng mặt trời có công suất là 5,34 kWh, bao gồm 12 tấm pin năng lượng mặt trời Canadian Solar và inverter GrowWatt 5 kW. Thì phía đằng sau đây là các bạn có thể thấy ở đây là hai cái dàn pin năng lượng mặt trời. Một dàn pin đằng sau chủ nhà. Đấy thì đằng sau là cái dàn năng lượng mặt trời là mà chúng tôi vừa hoàn thiện và thi công thành công. Xong thì thời tiết nó mưa, có những hạt mưa lác đác bởi vì bây giờ là tháng ngày 14 tháng 10 năm 2020 thì đang có mưa nhỏ nhỏ bởi vì ảnh hưởng của bão. Thì đằng sau đây là một cái dàn pin năng lượng mặt trời công suất là 10 kWh mà gia chủ họ đã thi công bởi một đội khác cách đây khoảng 2 tháng. Thì ngày hôm nay trong video này tôi sẽ chia sẻ các bạn những cái lưu ý, một vài cái lưu ý, năm cái lưu ý mà các bạn đối với những hộ gia đình mới lắp đặt xong hệ thống điện năng lượng mặt trời và anh chị em, quý anh chị em cần phải lưu ý sau khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời này để chúng ta có thể sử dụng được hệ thống này một cách hiệu quả nhất cũng như là tiết kiệm được tiền điện cho gia đình nhất, gia đình mình trong suốt vòng đời của sản phẩm, đó là 20 năm. Đấy. Nếu cảm thấy cái video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nhé. Ấn vào cái nút đăng ký phía dưới này và ấn vào cái hình quả chuông để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhá nhận được cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại, hãy tiếp tục theo dõi video của tôi nha. Trời nó có mưa các anh chị em nhá, vẫn đang phải đứng lên mái nhà để thực hiện cái video này. Đấy. Cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý anh chị em trong cái video này đó là một cái lưu ý đầu tiên mà sau khi lắp đặt cái hệ thống điện năng lượng mặt trời, đó là rất là nhiều gia đình và rất là nhiều khách hàng đã gặp tôi và hỏi tôi rằng tại sao lại lắp đặt điện năng lượng mặt trời rồi mà tiền điện vẫn tăng hoặc là không có giảm, không có sự thay đổi gì cả. Bởi vì cái nguyên nhân đó chính là họ dùng điện rất là quá nhiều, họ dùng điện quá nhiều. Và tôi đã gặp có nhiều hộ gia đình họ lắp công suất hệ thống có 3 kW thôi, 3 kW thôi quý vị ạ. Là như vậy một ngày nó sẽ sinh ra được 12 kW, tính ra là một tháng được khoảng 350.000 đồng tiền điện bán cho điện lực. Tuy nhiên thì họ dùng quá là nhiều thiết bị, do đó cái việc tiền điện họ sẽ không giảm mà thậm chí còn có tăng. Bởi vậy thì khi mà chúng ta lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời này thì chúng ta cần phải lưu ý rằng là hệ thống điện năng lượng mặt trời này chỉ góp phần giảm tải lưu lượng tiền điện cho chúng ta nếu như chúng ta vượt bậc lũy tiến quá nhiều, hoặc là nếu mà chúng ta thực điện vừa phải một tháng thì chúng ta tính toán cái lượng tiền điện bằng cái lượng mà điện sản sinh ra từ hệ thống rồi chúng ta bán lại cho điện lực, thì như vậy chúng ta mới không phải trả tiền điện cho điện lực hoặc chúng ta có dư. Chứ chúng ta không thể mà một tháng 3 kW và gia đình anh chị đang trả 3 triệu tiền điện nhưng mà anh chị lắp được có 3 kW mà đòi bây giờ tiền điện của tôi không phải trả tiền điện nữa thì có ông trời mới làm được cái điều đó. Bởi vì theo tính toán lý thuyết và thực tế thì nó cũng không có chênh nhau bao nhiêu. Đấy, thì quý anh chị em cần lưu ý cái điều đầu tiên đó đối với những cái gia đình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nhé. Đấy, cái điều thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong cái quá trình quý anh chị em lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời sau này đó chính là cái việc vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời. Đấy, thì đối với những cái hộ gia đình mà gần các cái khu vực mà có gần đường lớn, ví dụ đường quốc lộ 1A hay là đường lớn, đường tỉnh lộ, thì cái việc xe cộ đi lại nhiều thì dẫn đến cái bụi bẩn nó lâu ngày nó bám trên các cái tấm pin thì nó cũng giảm đi cái hiệu suất của tấm pin một phần. Tuy nhiên nó không giảm nhiều, thì anh chị em lưu ý nếu như mà trên tấm pin mà bám nhiều bụi và xe cộ đi lại nhiều thì chúng ta trong vòng khoảng 1 tháng thì anh chị em lên để theo dõi và xem nếu mà pin bụi bẩn nhiều thì chúng ta sử dụng cái máy xịt cao áp của máy phun xe máy ấy, rửa xe máy ấy, thì chúng ta xịt lên tấm pin và vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời của anh chị em nhé. Đấy, cái điều lưu ý số 3. Đấy, lưu ý số 3 này, đến điều số 3 này. Đấy là trong cái quá trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời sau này thì quý anh chị em nếu trong chúng ta sử dụng điện ấy, thì các cái thiết bị điện của chúng ta trong gia đình đều có một cái lượng công suất chết nhất định. Công suất chết có nghĩa là gì? Mà khi mà đối với cái đồng hồ cơ ấy, thì nó sẽ không có quay, còn đồng hồ điện tử ấy, thì nó rất là nhạy với cái dòng điện. Do đó nếu mà một cái thiết bị điện mà chỉ cần mà có một cái dòng điện rất là nhỏ thì
tác động vào thì đồng hồ nó cũng sẽ tính tiền chúng ta. Do vậy, quý anh chị em cần lưu ý cái công suất chết này, và khi mà anh chị em ra khỏi nhà thì chúng ta cũng phải thực hiện các cái biện pháp tiết kiệm điện cho gia đình mình. Ví dụ như chúng ta tắt bóng đèn đi, rồi tắt quạt, rồi rút hẳn các thiết bị không sử dụng. Đó, thì như vậy thì chúng ta sẽ không bị cái công suất chết này, và điện lực họ sẽ không thể tính tiền được chúng ta cái phần tiền điện này. Chính cái lượng điện này sẽ là cái lượng điện bậc điện lũy tiến làm gia tăng trong gia đình cho chúng ta. À, cái lượng điện của công suất chết các thiết bị trong gia đình. Đó. Rồi cái lưu ý thứ tư đó chính là cái việc hệ thống xét mà thời tiết xấu cực đoan. Khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này thì trong những ngày mưa bão hay là ngày sấm chớp, mà mưa to sấm chớp như bây giờ thì nó có mưa nhỏ thì không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên những cái ngày mưa bão mà sấm chớp nổ đùng đùng thì chúng ta lưu ý cái việc hệ thống này có thể chúng ta sẽ tắt đi một chút để đảm bảo cái việc là hệ thống của chúng ta không bị ảnh hưởng. Bởi vì nếu như sét nó có vô tình đánh thì cũng có hệ thống chống sét lan truyền ở trong inverter và tủ điện. Tuy nhiên thì chúng ta phòng ngừa hãy chủ động hơn bằng cách chúng ta tắt đi khoảng 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Đấy. Thì thường này buổi chiều mới có mưa rông sấm sét, còn buổi trưa thì không có. Với lại cái buổi chiều thì cái ánh nắng mặt trời nó cũng yếu rồi, do đó cái lượng điện thu được thì không có đáng kể. Do đó chúng ta tắt đi thì nó đảm bảo cho cái hệ thống chúng ta hoạt động ổn định hơn và đỡ bị những cái rủi ro không mong muốn như sét đánh thì làm gây ảnh hưởng đến tính mạng thân. Rồi, cái lưu ý cuối cùng là lưu ý số 5, đó chính là cái hệ thống đối với các cái gia đình mà có hệ thống không dàn, ví dụ như gia đình của anh Trường ở đây thì hệ thống 5kW này chúng tôi lắp đặt là có hệ thống không dàn, thì cứ khoảng những cái lúc nào mà anh chị em lên vệ sinh tắm pin thì quý anh chị em lưu ý chúng ta hãy ngó qua một cái hệ thống không dàn. Hệ thống không dàn này thì bởi vì sắt thép thì nó hàn lâu ngày nó sẽ mục mọt và nó sẽ có những cái vết rỉ ngoài nổ, thì chúng ta có thể sử dụng sơn để xịt lên. Rồi nếu như mà bị nhà mối hàn thì chúng ta có thể gọi các cái đội cơ khí hoặc gọi đội bảo trì của công ty đến, họ sẽ hàn và chỉnh sửa lại cho quý anh chị em. Thì như vậy hệ thống không dàn của chúng ta chắc chắn và bền bỉ trong vòng 20 năm. Nếu như mà vô tình mà chúng ta không có kiểm tra kịp thời, thì ví dụ trời ngày mưa bão gió bão bụng, tự nhiên đang ngồi ở trong nhà thì thấy tự nhiên có cái gì rơi cái đoàn ấy, rơi một phát đoàn ngay trên mái nhà, thế là rất là nguy hiểm, dẫn đến những cái tai nạn và rủi ro không mong muốn, thiệt hại về người và tài sản, thì đó là cái điều chúng ta không mong muốn. Do vậy mới sinh ra cái công việc đó là bảo trì hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đấy. Nếu cảm thấy cái video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nhá. Đó chính là 5 cái lời khuyên mà tôi muốn chia sẻ đến quý vị và anh chị em. Sau khi mà quý anh chị em lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời này, kính chúc quý anh chị em thật là nhiều sức khỏe và thành công, và hệ thống của anh chị em, gia đình anh chị em thu được nhiều tiền điện từ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tôi là Kiều Minh Đức. Nếu cảm thấy cái video này nó hay và hữu ích thì đừng quên ấn vào cái nút đăng ký nhá. Ấn vào cái nút đăng ký phía dưới và ấn vào cái hình quả chuông để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhá nhận được cái video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Kính thưa quý vị và các bạn, đây là cái dàn pin năng lượng mặt trời công suất là 5,34 kWh tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mà chúng tôi vừa hoàn thành và thi công và bàn giao cho khách hàng. Ngày hôm nay thì vừa hoàn thiện xong thì đang có bão và cơn bão số 7 chuẩn bị đến, thì thời tiết nó đang có mưa, những hạt mưa lác đác trên tấm kính này của chúng tôi. Ở bên đây thì cũng có lắp đặt một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời là công suất là 10 kWh cách đây khoảng 2 tháng anh nhỉ? 2 tháng rồi. Và bây giờ tôi sẽ phỏng vấn chủ gia đình, và chúng tôi ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng để theo dõi cái sản lượng và tiền điện hàng tháng để các bạn cập nhật. Đây thì anh có thể chia sẻ cho mọi người khán giả đây xem. Là cái ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN. Đây, chăm sóc khách hàng EVN, các bạn ấn vào tải cái ứng dụng này lên kho ứng dụng. Đó, xong rồi mình vô cái tra cứu. Tra cứu. Tra cứu tiền điện. Tra cứu tiền điện nè. Rồi mình chọn tháng mới lắp hôm tháng 8 này, tháng 8 này sẽ hiện ra đó. Đấy, như vậy là anh Trường anh đã lắp một cái hệ thống điện năng lượng mặt trời công suất 10 kWh từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 10 năm nay 2020, và đây là các cái chỉ số về tiền điện. Đây, tháng 8 anh đã được sản lượng là 1343 kW,
cái này là sản lượng sai. Sản lượng anh sai. Anh tiêu thụ đấy. Tiêu thụ, và tháng 9 là 699, như vậy là ít hơn. Đấy thì như vậy anh có thể chia sẻ mọi người tháng từ tháng 6 tháng 7 đi để anh mọi người xem cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này có hiệu quả hay không. Mấy tháng trước thì em chưa có xài. Chỉ bắt đầu qua tháng này thì bắt đầu tháng trước là tháng 6 tháng 5 ấy là chưa có điện mặt trời, xem tiền điện nó bao nhiêu. Lúc đó thì anh xài ít, sau này anh mới xài nhiều cái thiết bị thì nó nhiều hơn. Còn mấy tháng trước thì cái tầm nó khoảng như vậy thôi. Như vậy là khi mà lắp điện mặt trời thì anh đã tăng các cái thiết bị lên. Khi sau khi tăng lên thì cái tháng vừa rồi tăng thì nó lên tới 4 triệu. Xong rồi sau lắp tắt với điện mặt trời thì giảm còn 1 triệu 9. 1 triệu 9. Đúng rồi. 4 triệu từ tháng 8 đúng không? Tháng 8. Tháng 8 là chưa được tính cái sản lượng điện là mặt chưa trời. Có cho mặt trời. Chưa có điện. Qua tháng 9 thì bắt đầu có. Này các bạn xem này. Đây thành tiền là 3.669.161 đồng, sản lượng là tiêu thụ ấy nhá 1.343 kWh. Đấy, sau khi mà lắp điện mặt trời một tháng là tháng 9 này thì lượng điện, lượng tiền còn là 1.784.173 đồng và sản lượng tiêu thụ là còn 699 kWh. Thì cái này có xem được sản lượng nên đẩy ra lưới bao nhiêu anh? Điện mặt trời đẩy ra lưới đấy. Điện mặt trời, ok, xem điện mặt trời này mọi người xem. Chỉ số nè. Chỉ số điện mặt trời. Tháng 8 nè. Tháng 8. Đẩy ra được như đây. Như vậy là mới được có một tháng. Tháng mới rồi là anh tiêu thụ anh. Không, cái này là đẩy ra lưới. Đây là đẩy ra lưới, nó vẫn ghi là tiêu thụ, đẩy lưới nè. Đẩy ra lưới được. 967. 967. 0 kWh được. Đấy. Cái này là chỉ số, còn tiền điện thì mà tính lại điện là mặt trời đó, có tiền điện luôn. Tháng 8 thằng điện đó. Như vậy là tháng mới rồi là anh nhận được 1.875.980 đồng. Đấy, thông tin kỳ 1 tháng 9 năm 2020. Quá tuyệt vời. Đấy, như vậy là hệ thống, ai bảo hệ thống này không có hiệu quả. Anh giơ tay lên mà nói để đến đây thì anh gặp anh Trường, đây là chủ nhà hệ thống này. Đấy thì như vậy rất là tuyệt vời các bạn, anh đã đầu tư thêm một hệ thống 5kW nữa cho gia đình mình. Thì như vậy sắp tới thì gia đình anh không còn phải trả tiền điện và không cần lo lắng về cái hóa đơn tiền điện hàng tháng. Đấy, bên này là một đội hệ thống của một đội ngũ khác thi công, còn bên này là hệ thống của chúng tôi. Về cái thi công thì chúng tôi không có quay nhiều, tránh gây cái sự tranh cãi. Đấy, nhiều người vào tranh cãi thì là những cây không hành. Cái hệ thống này chúng tôi sử dụng toàn là trụ và trụ vuông 75 này. Đấy, còn các cái đòn tay này là đều dùng cây 48 hết. Đây là mái ngói mái biệt thự nên là này không ốp mái được mà phải dựng khung già lên. Đấy, ở giữa thì không có chống được nên là chúng tôi tận dụng các cái chân này, chúng tôi chống lên giữa sàn. Đấy, tháo các cái chân giữa sàn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của tôi. Nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ và đồng thời nhấn đăng ký, nhấn cái hình quả chuông ấy để mỗi lần mà tôi ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được cái video đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức. Xin chào. Nếu bạn cần bất kỳ sự hỗ trợ nào về vật tư thi công, kỹ thuật lắp đặt cũng như là thi công trọn gói hay bất kỳ vấn đề gì cần hỗ trợ về hệ thống điện năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho tôi qua cái số điện thoại tôi đặt ở bên dưới này, nhớ là bên dưới nha. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Kiều Minh Đức.